Đây anh em chiếc xe sau một hồi mà tháo hết mấy bánh rồi dàn áo này ra, nhìn xe không còn là chiếc xe nữa. Xin chào anh em, chào mừng anh em quay lại vlog mới nhất của mình. Thì hôm nay vlog đặc biệt của mình là mình sẽ đi qua Bình 7 lấy một chiếc xe của thằng em bị tai nạn để về thay lại mấy món đồ cho nó. Thì bây giờ mình bắt đầu đi, buổi trưa còn nắng gắt đó anh em thấy không. Hôm nay mình dành toàn bộ thời gian qua để chở thằng bạn và bảnh cho nó chạy chiếc xe đó về. Rồi bây giờ mình bắt đầu đi thôi. Đây xe đây anh em, đồng hồ nét ôm luôn rồi. Bởi từ cái mặt kiến tới cái ruột luôn. Chăn gió. Chiếc này em có nhát nhanh luôn không? Nhát luôn. Ờ. Bình thường. Trời ơi, nghe sao anh nói rồi, để cái 2000 không? Chạy gác chân rồi. Đâu nói chạy gì đâu. Nè. Mẹ phải không? Ừ, dàn áo sơn lại luôn nghe. Sơn màu gì? Nó bị công gì nữa không? Tại thắng. Tại con là thay. Tại con. Má cái này mới vừa hết luôn. Cái này nè. Cái cao su nè. Và cái này không quan trọng nhưng ý là không có nó xấu phải không? Ừ thì chờ giờ nữa. Thấy mấy ngốc nhìn gớm muốn chết. Ừ. Hôm bữa em đi ra hãng em hỏi thì thầy nhớt rồi á. Ra hỏi nhiều 2.5 có gai chút xíu nha. Đâu tới, giữ 100 mấy à? Giá hãng 2.5 á. 200 mấy à? 100 mấy à? Ừ, mà sao nó 2.5? Ờ, giờ chạy về. Hai về luôn không? Ờ, nghỉ về luôn rồi. Hả? Không hồi, màu đỏ thôi. Này, cái này cong lên luôn, gần muốn đụng đường số luôn, thấy không? Rồi, cuối cùng cái này bị gì không? Không. Không không? Thế là nó chỉ cong người gỡ. À, vậy rồi thôi, khổ thai. Rồi, cũng nhẹ mà. Giờ chiếc này hai đèn về luôn hả? Để biết. Để giấy người trước đi sửa xe xong cái giờ bữa sáng sau có tiền xuống làm tiếp không rồi. À dạ. Chết tôi luôn á. Không phải cái cái này nhét vô trong được. Nhét cái này phải không? Ừ. Giờ gắn về, giờ gắn về khác cái gì? Gắn cho lít đi. Ừ. Vậy thang 10 thì nó cứng hơn không? Cứng hơn. Ừ, gắn hơn 10 đi. Rồi, không em gắn luôn. Tối về thấy lên YouTube có xe tôi thì nó anh em. Thì hôm qua tối chạy xe về cũng trễ quá à. Ban đêm quay rồi không có ánh sáng không có tốt nên hôm nay giờ mình thức sớm. Giờ đang là 7 giờ sáng ha. Thì hôm qua sau một hồi trao đổi với em á thì mình sẽ thay những chỗ nào mà quan trọng trước. Và làm gọn cái máy xi nhan nè, đèn về nè. Mâm thì mình khoan sơn nhiều số lý do nữa. Nhưng mà mình sẽ sơn cái áo này hình đen bóng và dán tem hay đồng hồ. Nói chung là mình khuyên anh em là chỉ nên thay những chỗ cần thay thôi, tại vì xe nếu mà thay hết toàn bộ luôn cũng rất là nhiều tiền. Mình làm lương không có nhiều nên cái việc mà lựa chọn xe sẽ có thể chia nhiều đợt. Cái gần mà nhét xi nhan và thay một số phần đầu lại là nhìn xe nó sẽ liền trở lại à. Nhìn ta nhìn không biết xe này mới bị té xong đâu. Thay luôn phần nhông sinh dĩ nhôm. Rồi thì một lát nữa đây bạn mình nó qua rồi mình sẽ sẵn hướng dẫn cho anh em tháo cái dàn áo của Rider Up.
hoặc là sai chế FB thì mọi thứ bát nhàm đồ này kia tất cả đều như nhau hết, chỉ khác nhau ở phần là nó có 4 xi nhan thôi đó. Sẵn tiện mình sẽ hướng dẫn anh em tháo luôn, nhà tháo phần về rồi hướng mình lắp đèn rồi này kia sao mốt mình sẽ chỉ hướng dẫn cho anh em, để anh em nào có mua hàng mua đèn mua về của mình đó xem clip là có thể tự làm được ở nhà. Sẵn nói xíu về anh em thì mấy dòng xe bị đông trần nè, như là Rider FI, Sachi FI, Sonic vân vân, là hầu như cái đầu đèn nó nằm ngay cái tầm này là quẹt vô này, chỉ có bể chóa rồi thôi, đồng hồ này kia. Gặp chiếc xe bình thường á, như là chiếc Exciter hay Winner thì cái đầu cũng nằm trên đây, phần chóa đèn á. Lỡ mà có va quẹt vô xe khác á thì đa phần nó hay bể mặt nạ, thì cái mặt nạ nó cũng không bao nhiêu tiền hết. Như là cái phần mà nằm ngay mặt nạ nó thường nó cũng không có gì quan trọng. Còn riêng với mấy dòng xe mà cái đầu như đông trần là cái đầu mà, như cái đầu dế đây nè, đó nè, thấy không, trước mắt nó là cái chó đèn. Thì cái chó đèn này nó hả rất là mất tiền, khoảng 1.700.000, 1.800.000, có khi còn hàng còn hiếm nữa đó. Chó đèn mà may là anh bạn này chạy không có làm khiến bể chó đèn, nó chỉ xước nhẹ đây chút xíu thôi, nhà bị bể chắn gió. Thứ hai là cái phần đồng hồ, đồng hồ này cũng thêm 1.500.000 nữa, anh em thấy không, bể nó ôm hết. Mình không biết đụng trực diện hay sao mà không có hư cái phần chó đèn, chỉ hư cái phần trên thôi, và đặc biệt là cái tay phuộc vẫn còn nguyên. Thì cái cặp phuộc này của thằng Rider này hoặc là Sachi á, nó đa phần nó thấy anh em bị cầu quẹt là công liền dễ công lắm, nếu mà nhẹ mình thôi đi ép lại được. Mình thì thấy có nhiều người ép lại rồi như chạy nhưng cũng nhúng, nó cũng độ đèn hồi nó không có cao, nhúng vô nó hay bị sượng lại, bị dính lại, thì người ta thay cái ti phuộc. Nếu mà nặng hơn nữa vỏ phuộc bể hay gì đó thì thay luôn nguyên cái phuộc đó, nguyên cặp phuộc như vậy là khoảng 2.000.000 nữa, mình ti phuộc khoảng 700.000 thôi. Cũng may là phần ti phuộc này không có sao hết, chỉ bị sai xước nhẹ thôi, đụng không có nặng, nhưng mà tính ra cũng nhiều tiền do phụ tùng của mấy chiếc xe này, phụ tùng nhập khẩu nên nó giá nó cao, nên anh em chạy nhớ cẩn thận. Mình chạy nhanh thì dễ lắm, vô số mình kéo ra thì dễ lắm, nhưng mà quan trọng là phút thắng á. Dòng xe này mỗi lần đa phần là hôm nay trên mạng té rất là nhiều, trên hội rồi thấy té rất là nhiều, nên khuyên anh em là nên chạy cẩn thận. Thì nãy mình nói về việc mà thay cái chó đèn tốn 1.700.000, 1.800.000 vậy, thì chắc chắn sẽ có người bảo là việc gì mà phải thay nguyên cái chó đèn, thay một cái Mica này cũng được vậy. Cái chuyện đó là chuyện ai cũng biết hết. Mica này á, nếu bạn thay á thì sẽ chỉ tốn vài trăm ngàn thôi, 500-600 tùy theo thời điểm đó. Quan trọng là hiện tại là cái Mica này không có ai có hàng hết, hầu như những người bạn mà bán phụ tùng chung với mình là không ai có hết. Bởi khi mà va quẹt á, anh em này hãy bắt buộc phải thay của cái chó đèn, anh em cố gắng chạy cẩn thận. Hiện tại thì cái Mica này là có rồi nhưng mà rất là hiếm, tìm không mua không ai có hết đó. Giờ mình bắt đầu tháo dàn áo của con Rider FI ra nha anh em. Thì để tháo được cái chó đèn này, bên phía bên hông này không, đây nè, có con ốc bên cái đối diện cũng vậy, với một con ốc dưới càm là anh em có thể lấy được cái phần đầu ra. Hai bà tháo trợ lực trước đi nè, cảm giác nè, tháo trợ lực nè, hai ốc này nè, ốc này với ốc này nằm phải không?
tháo cái trợ lực này ra. Đây cái bát CNC của nó này. Đâu đây. Còn nếu anh em muốn tháo cái bát của xi nhan này, dưới đây có hai ngóc nữa, hai ngóc 6 ly. Anh em lấy cái điếu 10 á, cái đầu 10 á, thay để tháo hai ngóc ra. Đây mình mới bứt cái đầu dế ra đây. Thì anh em muốn thay cái đồng hồ á thì ở đây có hai ngóc nè. Em tháo hai ngóc này ra là tháo được cái bợ đồng hồ ra. Rồi bắt đầu mình mới lấy cái đồng hồ bắt vô cái bợ này rồi mà ráp vô đây lại. Này Rider up nên hai chỗ này nó bít nha anh em. Mình muốn nhét xi nhan thì lấy cái mỏ hàng phan lỗ ở đây nè. Đó. Rồi mình sẽ tiến hành tháo ra để thay cái chắn gió này, đó nè. Rồi giờ mình bắt đầu tháo cái phần cái hai cánh ra. Thì mấy ốc xung quanh nè em thấy không? Ốc nhấn nè, ốc ba ke. Ốc ba ke nữa. Đó, vòng vòng mấy ốc đó thì anh em thấy rồi, giờ anh em tháo hết ốc đi rồi bắt đầu mình hướng dẫn bật cái dàn áo này ra dễ dàng. Tháo hết mình. Rồi. Rồi hết chưa? Rồi mày quay đây được bật cho. Anh em thấy cái ngạm đây ngay đây không, quan trọng là cái ngạm đây là mình lấy hai tay mình ấn mạnh vô để bật nó lên đó. Ở trên đây nè, phần mà quay này nè, trên đây nó có cái phần hai cái bát nó đang sọt vô đây, thì bây giờ mình giật xuống, giật vuốt xuống như này, vuốt xuống rồi tới phần này giật mạnh xuống. Thì phần cánh bên kia cũng tương tự như vậy đó. Dạng áo Rider FP này mình thấy là trong những xe trước giờ mình từng tháo ráp thì Rider FP rất là dễ tháo. Còn muốn tháo được phần bụng thì mình lúc xíu mình dở yên lên tháo cái cản này ra. Sao mà nó có ốc nhấn ở đây với lại cái ốc nhấn nói giữa cái miếng nhựa nhám này với cái nhựa sơn. Giờ bắt đầu tháo cái phần hông nha anh em nha anh em. Đây có một ốc nhấn với con ốc nhấn nghe hút vào chỗ ngoài sau cái cản nè đó. Rồi ở đây nè, nó có một cái ngàm ghim vô, mình bật cái ra, thọt tay vô. Bật nó ra. Đó. Rồi lúc này mình tháo cái cánh ra rất là dễ luôn. Mình dịch. Đó. Rất là dễ dàng. Để đây chút xíu nữa mình tháo mấy cái phần nhựa nhám màu đen này ra. Chỉ chừa cái nhựa phần nhựa sơn thôi, đem đi sơn. Giật xuống như nè. Đó, giật lên ngược lại. Rồi. Còn để tháo phần dè ra thì bên dưới này nó có ba con ốc vít. Hai con ở đây với lại một con đang dặn đây. Đó là mình để mình tháo cái màn phần màn cá này ra. Rồi sau đó nó có bốn con ốc 6 ly. Là cái đầu 10, mình lấy cái cây điếu 10 mình tháo ra để tháo được phần dè này ra. Còn anh em hay hỏi cái phần mà dắt dây điện của xi nhan hay là đèn gọi biển số nằm ở đâu thì nằm bên hông rồi nha anh em. Nếu mà nhìn từ sau trước thì nó nằm bên hông, bên phải xe nè. Ờ, toàn bộ đây dây điện dắt đèn hậu, dắt xi nhan, dắt đèn biển số là nằm đây hết. Anh em phần chỉ cần rút ra. Nhắc đèn biển số á, thì nó là màu xám với lại màu đen. Còn nhắc xi nhan nó là màu tím với màu xanh lá cây với lại hai dây âm của nó. Thì đa phần anh em thay đèn về thì anh em nên tháo rút hết luôn. Rồi lúc đó mình mới lấy cái đèn về ra, rồi lấy cái đèn hậu ra dễ dàng. Giờ mình mới vừa tháo bánh ra, giờ mới cạo ống dây sên ra nha anh em.
Lúc giờ Sơn đeo thay xanh khác luôn. Thì cái Sơn phốt cao su á, nhiều bạn nghe phốt cao su mà không có thấy, không để ý, mình đó hồi đó mới nghe tôi phốt cao su mình cũng không biết là cái gì. Thì đây hai phốt cao su mà mới vừa cho rớt trong Sơn mà mình mới vừa cắt mắt ra đó. Và nó nằm anh em thấy không, nó nằm chính giữa của hai cái miếng sắt này nè đó. Nó có một... thì cái phốt cao su như vậy nó làm sẽ cái Sơn mình sẽ êm hơn. Nhiều người thấy nó ảnh này cứng này kia, không phải là do nó quá căng đâu nha anh em, do cái phốt cao su nó giữ lại nó mới nhìn nó mới ảnh như vậy. Đèn về mình tháo ra hết rồi. Nói chung là xe này cái gì cũng rất là dễ tháo. Tháo các chân ra luôn à Thành. Cái chân này bị gãy nè. Đây anh em, chiếc xe sau một hồi mà tháo hết mấy bánh rồi dàn áo này ra, nhìn xe không còn là chiếc xe nữa. Toàn là sườn với nhựa nhám thôi. Đây dàn áo ở đây mình sẽ đem đi sơn cho kịp giờ. Vài ngày nữa là mình phải giao cái xe này à.